không hiểu sao y ta muốn quên, nhưng mà lòng vẫn nhớ. Này đấy kia, Thạch Vũ đại dương, ông đến đây để làm gì? Tả kéo đại đạo hải cấu về đây để cướp lại người ta yêu. Các mong thì dưỡng nàng hiện ở nơi nào? Tôi không thể để cho ông tròn mộng ước, ngoại trừ là ông bước qua sắc chất của tôi. Đã một lần trên bến Quỳnh xa, người đã xe vô trợ giúp gã Giang Châu, rồi bây giờ người muốn ngăn cản ta nữa sao? Vợ nơi đây tôi có bổn phận bảo vệ cho nàng, bảo vệ gia nhân để chờ kẻ khác thành hôn. Ta không ai ngu dại như ngươi vậy. Nhưng tôi đã hứa. Nghĩa là ta phải xóa gươm. Hãy đợi. Được, hãy đợi. Trời, Thạch Vũ, ông có sao không? Hình như một cánh tay ta sắp lìa thôi sang anh. Thạch Vũ ơi, tôi vô cùng ân hận vì tôi đã lỡ một đường gương. Hãy thân ông thành kẻ tật nguyền, biết làm sao để đền lại cho ông. Ta biết ngươi chỉ làm tròn bổn phận, xét kỹ ra thì giữa chúng ta từ trước đến nay đâu có chuyện oán thù gì. Thật dù tôi rất mong ông rộng lượng thứ tha, đó chẳng qua là chuyện đào kiếm vô tình, kẻ theo đường võ nghiệp phải đành mang. Phải, đây là hậu quả của kẻ lao thân vào nghiệp võ, và lỗi tại ta quyết tâm không từ bỏ cái chạy đuổi theo anh tình yêu đến lạc ngõ sai. Đã làm thân chiến bại giữa tình trường, ta vẫn cứ dấn thân vào nguy hiểm, chẳng chịu tức thời tỉnh ngộ hồi tâm, để đến khi mang quả vào thân, chợt nhận biết lạc lầm thì đã hạnh phúc ở trong tầm tay. Ta không hề nghĩ đến cứ chạy đắm chìm trong ảo mộng mịt mù sáng. Vui lòng nhận lãnh, xin đừng ai bận lòng thắc mắc việc lỡ ta. Chỉ tội nghiệp dịp chi quanh, nàng hiểu ta tha thiết đắm say, bỏ đời xuân nở theo ta làm cướp biển. Vậy mà trước đây ta không hề nghĩ đến để cho nàng sầu hận sống cô đơn. Giờ gặp nhau chắc nàng sẽ tủi buồn vì thân ta đã quá ra tàn phế. Không, ta không thể đi hèn nhờ đến ai bảo vệ, dầu chỉ có một tay nhưng đâu ai về khinh thường. Thạch Vũ đại ca. Trời, Thạch Vũ đại ca, cánh tay của anh, ai đã gây thương tích cho đại ca? Tôi Nhà ngươi đã hại đại ca ta, thì ta phải giết nhà ngươi để trả thù. Quanh mùi, có ai gây thù với anh đâu mà em đòi trả. Lỗi lầm này tất cả đều do anh.
Và cánh tay này nếu có mất đi thì cũng dạy ta một bài học ở đời. Đừng chạy theo ảo ảnh xa vời, đừng ao ước đua đòi, khi tình tuyệt vọng đơn phương. Em muốn biết tại vì sao anh lại cản ngăn em, không cho em giết gà này để trả thù cho anh. Tôi không biết nói sao cho cô nương hiểu rõ lòng. Nếu cô nương muốn trả thù, tôi cũng đành đương đương. Quanh mũi hải nghe chúng ta rời khỏi nơi này, làm cánh em giữa lưng trời, đi tìm lại một mùa xuân. Này ca ơi, mùa xuân đã đến hay chưa, sao cánh em vẫn cô đơn bay giữa khung trời quang vắng. Nếu mấy kia mùa xuân công đó thì cánh em sẽ về đâu khi gió lạnh đêm sâu. Mình đã sống chung nhau qua mấy độ xuân rồi, em đã cùng với đại ca xuôi ngược qua mấy miền sông nước đại dương, em đã quên mình và quên cả tương lai, chỉ mong được cùng ai đời đời chung sống. Nhưng đại ca cứ mãi mơ thấy một hình bóng đã cắt sâu trong cùng tận của tâm hồn. Thuy quanh hiền ngu huynh biết rõ lòng em lắm, và hiện giờ đại ca tình mong không mơ tưởng gì đến hình bóng xa xôi. Phải kể từ đây gạt bỏ chuyện xa vời, đời kim biển chúng ta quay về lục dương bát ngát, tiếp nối mộng giang hồ giữa trời nước bao la. Chuyện qua rồi cứ để nó trôi qua, đừng nhắc nhở đừng nhớ nhung tắt mắt. Chúng ta là đôi chim biển tung mây liền cánh, giữa không gian dệt bức tranh tình. Thuyền ra khơi thiệt hôn lễ linh đình, trên sóng nước ta hưởng tuần trăng mặt. Anh qua chút lập lè soi rõ mặt, tất cả chỉ còn tình chân thật của đôi ta. Có lẽ quân binh đã phát giác sự đột nhập của hai người. Chúng tôi rời khỏi nơi này, cảm ơn lòng tốt của áo vũ cơ hàng, và hẹn ngày chúng ta sẽ tái ngộ. Đi quanh mùi